Tiếp nối hành trình Xuân Yêu Thương đến với mọi nhà, trên con đường về với Phật Mẫu Mẹ Tây Thiên, dưới làn sương mù như dải mây uốn lượn trên những hạt mưa mùa đông, những cơn gió lạnh của ngày đông giá rét, ông trời không hiểu lòng người. Vậy mà hôm nay, ngày 30 tháng 1 năm 2024, chuyến xe mang hơi ấm tình người của bà Lệ Thu dừng chân tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để trao tặng hàng trăm phần quà Tết cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã xua tan những cái giá rét mùa đông. Năm 2023 vừa qua, nền kinh tế gặp nhiều biến động, tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng. Và có lẽ chính vì vậy mà hành trình thiện nguyện Xuân Giáp Thìn 2024 của bà Lệ Thu để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc sống càng trở nên ấm áp, ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bà Lệ Thu không quản ngại nắng mưa, giá lạnh, đường xá xa xôi, gập ghềnh, đem yêu thương đến với người dân xã Đạo Trù. Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên được bà Lệ Thu duy trì tài trợ hàng năm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã mỗi dịp Tết đến xuân về. Bên cạnh đó, bà Lệ Thu cũng đã hỗ trợ và đóng góp rất nhiều cho người dân địa phương nơi đây và quan tâm đặc biệt tới các em học sinh nghèo vượt khó tại trường trung học cơ sở Đạo Trù qua các chương trình trao tặng xe đạp cho em đến trường, tặng quà Tết khích lệ tinh thần học tập của các em. Đó không chỉ đơn giản là sự cho đi vật chất, mà còn là sự thể hiện tình yêu thương, tinh thần nhân đạo và sự cảm thông chia sẻ sâu sắc của một con người có trái tim ấm áp như bà Lệ Thu. Năm 2023 là năm rất là khó khăn, tình hình kinh tế cũng rất là khó khăn. Nhưng mà bà Lệ Thu vẫn tiếp tục đồng hành với Mặt trận Tổ quốc xã Đạo Trù để đem những món quà đến để chia sẻ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Đạo Trù. Hôm nay thì có 100 hộ dân của xã Đạo Trù là những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đến nhận quà của bà Lê Lệ Thu. Bà vẫn cái dành cái tình cảm về đến quê hương Đạo Trù. Bà là người con sinh ra và lớn lên ở Đạo Trù. Mặc dù bà không còn ở Đạo Trù, bà đã xây dựng gia đình bà ở một cái nơi khác, nhưng bà vẫn nhớ đến quê hương để dành cái tình cảm đó, đem những món quà thiết thực đem đến để tặng cho những cái gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, để giúp cái gia đình sớm vượt qua những cái khó khăn. Thay mặt cho mặt trận, xin được trước tiên là xin được cảm ơn bà Lê Lệ Thu là một doanh nhân hiện nay là đang ở thành phố Vĩnh Yên, đã dành những món quà đến với bà con. Thì thay mặt cho mặt trận xin được kính chúc bà và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục quan tâm tới những cái gia đình hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và đặc biệt là xã Đạo Trù nói riêng. Cảm ơn Lê Thị Thu, chuẩn bị đón Tết Xuân về. Lê Thị Thu đã tài trợ cho dân tộc sáng rìa chúng tôi, xã Đạo Trù, chúng tôi xin cảm ơn ạ. Thế hôm nay bác đến đây để nhận quà, bác cảm thấy vui không? Rất là vui nhận được cái quà của doanh nhân Lệ Thu và bà con chúng tôi được đón cái Tết Xuân 2024 rất là mừng và được chúc doanh nhân ngày càng phát triển và gia đình hạnh phúc. Cảm ơn chị Thu, năm nay Tết đến xuân về chúng tôi là người khó khăn không nhân dịp nhận được quà, là tôi xin cảm ơn chị. Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương, từng đàn chim đêm tiên bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ, trái tim yêu người và muốn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương.
cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng. Tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ. Đầm ấm vui vẻ, mọi người nhận quà thì xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt, không chen lấn xô đẩy, những gương mặt rạng rỡ hạnh phúc cầm trên tay bao gạo nếp gạo tẻ, áo ấm phong bì ra về mà không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Lệ Thu. Rất là phấn khởi, mỗi một dịp Tết đến xuân về, đặc biệt đó là xã Đạo Trù của chúng tôi là nói chung và thôn Vĩnh Ninh nói riêng, hôm nay là cái ngày cuối năm chúng tôi được đón cái phần quà của nhà tài trợ bà Lệ Thu về tặng quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn của cái dịp Tết năm Giáp Thìn 2024. Thay mặt cho ban công tác mặt trận thôn Vĩnh Ninh cũng như các thôn khác xin cảm ơn và chúc sức khỏe các nhà tài trợ sang năm mới mạnh khỏe và quan tâm hơn nữa về cho xã Đạo Trù của chúng tôi, không biết nói gì hơn, xin cảm ơn. Rất cảm ơn là bên nhà hảo tâm, các bên chính quyền ủy ban đấy, con là hảo tâm, con là giúp đỡ các bà khó khăn đấy, thì bà xin cảm ơn tất cả nhà tài trợ nha, cảm ơn nhé. Chương trình đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên mọi người vui xuân đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đầm ấm đầy đủ hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các gia đình trong dịp Tết. Sự thành công của các chương trình thiện nguyện suốt bao năm tháng qua chính là minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng của bà Lệ Thu bao ngày, tự mình chọn lọc những phần quà tiêu chuẩn tốt nhất dành tặng cho bà con. Mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Làn gió xuân tươi đẹp mang tên bà Lệ Thu, người đã tiếp thêm bao hy vọng, nghị lực, niềm vui hân hoan cho những người kém may mắn hơn. Cuộc sống có nhiều tình yêu thương đối với cộng đồng là cuộc sống có nhiều điều tuyệt vời nhất. Chúc bà Lệ Thu cùng gia đình đón xuân Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và ngày càng giúp đỡ được nhiều mảnh đời khó khăn hơn nữa. Cảm ơn chị Thu, chúc chị Thu luôn luôn mạnh khỏe. Bà Lệ Thị Thu, người con quê hương nhớ tới ăn nước, uống nước những nguồn, nhớ dân Đạo Trù thì về cứ hàng năm giúp đỡ những người nghèo và ngày Tết có cái Tết ngon lành. Chúng tôi xin cảm ơn. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến.
dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Gia đình.